Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA. Video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sang retroactive của dự án Renzo, một cái dự án về restaking rất là tiềm năng ha. Và ở cái dự án này thì chúng ta khi restaking sẽ nhận được điểm POI của dự án, đồng thời thì các bạn cũng sẽ nhận được thêm cái điểm POI của Eigenlayer ha. Nếu như anh em nào đã bỏ qua kèo Eigenlayer mà stake không kịp thì chúng ta có thể tham gia cái kèo này để nhận được cả hai điểm của hai dự án luôn. Vì cái dự án này nó cũng được phát triển bởi chính Eigenlayer luôn, nằm trong hệ sinh thái của Eigenlayer ha các bạn. Và những cái dự án về restaking đó đang rất được FOMO cũng như là rất là hot. Hầu như là những cái dự án này nó có cái phần trăm trả airdrop rất là cao cho người dùng ha. Và Eigenlayer thì là một cái dự án không phải bàn cãi rồi, để độ nổi tiếng của nó cũng như là độ tiềm năng. Rồi còn về độ tiềm năng của dự án Renzo là như thế nào thì nó nằm trong hệ sinh thái của Eigenlayer ha. Cùng với đó là nó raise được cái số vốn ban đầu là 3,2 triệu đô từ các cái quỹ như là Maven 11 nè, Figment, 7X. Và đặc biệt là có sự tham gia của Binance Lab ha. Và cái vòng gọi vốn gần đây nhất của nó từ Binance là vào tháng 2 vừa qua thôi. Về số tiền kêu gọi được thì hiện tại vẫn chưa được công bố ha. Và được Binance Lab đầu tư nên là nó cũng nằm trong cái chương trình là Binance Incubation, những cái dự án ươm mầm của Binance ha. Nên là khả năng nó list ở trên Binance cũng rất là cao ha các bạn. Nên là anh em nào còn vốn, anh em nào có vốn đó mà chưa tham gia được Eigenlayer, khi mà nó hết bull rồi đó thì chúng ta có thể tham gia cái dự án này để nhận được điểm cả hai dự án luôn. Rồi về các bước tham gia thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái nền tảng restaking của nó, tiến hành là kết nối ví ha. Về chuẩn bị thì chúng ta sẽ chuẩn bị ít nhất là đâu đó khoảng 0.1 ETH cho nó chắc ăn các bạn. Min ở đây thì nó không yêu cầu ha. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình và nhiều người thì chúng ta nên có 0.1 ETH ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ kết nối ví và nó sẽ cho chúng ta restake ba cái loại liquid coin ha, là ETH nè, STETH là liquid coin của Lido đó, và WBETH là liquid coin của BNB Chain ha. Về hai cái loại ST và WB này thì với ST thì các bạn có thể swap ngay ở trên ví MetaMask. Các bạn vào cái mục hoán đổi ha. Ở đây chúng ta có thể swap những cái đồng coin trên mạng ETH như là USDC hay là ETH luôn. Rồi đồng coin thứ hai thì các bạn lựa chọn là đồng STETH của Lido ha. Tuy nhiên thì cái phí của nó rất là cao các bạn, phí của nó khoảng đâu 20-30 đô gì đó. Vì hiện tại cái gas ETH cũng đang khá là cao các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm nó là Vichet Wallet. Vichet Wallet thì cũng tương tự vậy thôi, các bạn sẽ vào cái mục đó là hoán đổi nè. Ở đây thì các bạn cũng tìm cái đồng coin thứ hai chúng ta cần swap sang, đó là đồng STETH của Lido ha. Đó thì nó cũng có. Về phí thì nó cũng tương tự nhau, khoảng là hai mấy đến 30 đô. Còn lại đối với đồng WBETH thì các bạn có thể vào sàn Binance ha, rồi chúng ta tìm WBETH. Rồi chúng ta sẽ mua WBETH vì ở đây là coin thanh khoản của mạng BNB Chain nên là nó sẽ được hỗ trợ trên Binance luôn. Các bạn mua rồi chúng ta chuyển về mạng ETH ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia stake ha, tham gia stake ở trên các cái ví như là ví MetaMask nè. Ví MetaMask nó cũng có cho phép chúng ta là stake cái đồng ETH ở trong cái pool Lido để nhận được đồng STETH đó ha. Đó các bạn vào cái mục là stake nè, rồi sang cái mục là pool. Đó đây sẽ có cái pool Lido cho các bạn stake để ra được cái đồng là STETH. Thì các bạn lựa chọn cách nào cũng được ha, phí thì khá là cao bởi vì ở trên mạng ETH mà, và hiện tại thì phí gas của ETH cũng rất là cao các bạn có thể đợi những lúc nào phí gas thấp đó chúng ta tham gia. Rồi sau khi đã chuẩn bị một trong những cái thanh khoản trên đó thì chúng ta sẽ tiến hành là restake. Điền ETH vào rồi tiến hành là confirm thôi ha. Cứ mỗi giờ thì nó sẽ cập nhật cái số điểm cho các bạn, và số điểm ở trong cái phần portfolio này nó sẽ cập nhật cả cái số điểm ở trên Eigenlayer cộng với là cái số điểm ở trên Renzo, các bạn sẽ được cả hai cái số điểm này luôn. Về quy tắc tính điểm, nếu các bạn stake thẳng ở trên Renzo với những cái pool này á thì nó sẽ tính là một ETH sẽ là một điểm ha, và cứ mỗi giờ thì nó sẽ cập nhật cho các bạn một lần, tương ứng với là mỗi tiếng chúng ta nhận được một điểm đó nếu mà các bạn stake một ETH. Còn nếu stake 0.1 á thì chúng ta sẽ nhận được 0.1 điểm ha. Ngoài ra nếu mà các bạn stake theo kiểu là 50-50, tức là stake phân nửa ở trên cái nền tảng Renzo và phân nửa ở trên các cái sàn DEX mà nó hỗ trợ á, thì chúng ta sẽ nhận được x2 điểm. Cụ thể thì ở cái mục này á, nếu các bạn stake phân nửa ETH ở trên trong những cái pool trên và stake phân nửa ETH còn lại ở trên những cái nền tảng DeFi Renzo nó hỗ trợ như thế này á, thì đối với Bendo thì chúng ta sẽ được x2 nè, Balancer thì chúng ta sẽ được x2 ha. Về các stake thì các bạn chỉ cần nhấn vào những cái nền tảng DeFi này thôi, rồi chúng ta tiến hành kết nối với ví MetaMask. Sau đó các bạn sang cái mục là pool ha. Ở những cái pool này thì các bạn sẽ lựa chọn những cái liquid mà các bạn có,
như là cái pool EZETH trên WETH nè. Đó thì khi các bạn stake phần nửa vào đây và phần nửa ở trên cái nền tảng Renzo thì chúng ta sẽ được x2 cái số điểm lên. Và x2 này cũng bao gồm cả điểm ở trên Renzo và điểm ở trên Eigen Layer ha các bạn. Về các cái pool stake ở trên Renzo này á thì nó cũng có số lượng giới hạn ha. Pool ETH thì không có giới hạn ha, còn những cái pool còn lại như là WBETH nè, ST nè và EZ của Renzo thì nó sẽ có cái số lượng giới hạn. Với pool WBETH của BB Chain á thì hiện tại đã stake được là 1886 ETH rồi ha. Cái pool này nó sẽ có số lượng là 5000. Còn pool ST ETH cũng là 5000 ha. Hiện tại thì số lượng là 2298 ETH rồi, gần phần nửa pool rồi ha. ETH thì không có số lượng giới hạn. Đó nên như anh em nào sử dụng các cái liquid của WBETH này, ST ETH này thì chúng ta tranh thủ tham gia sớm ha, bởi vì nó có cái pool giới hạn nên là sẽ hết pool. Ngoài ra thì đối với những cái nền tảng stake thì các bạn vẫn sẽ nhận được thêm lãi ha. Thì lãi ở cái nền tảng Renzo này sẽ là 2.79%. Đó, sau 14 ngày thì các bạn sẽ nhận được cái lãi như trên. Rồi, còn về việc group stake thì sẽ trong vòng là 7 ngày ha các bạn. Trong phần document của dự án cũng có nói rõ là chúng ta sẽ được group cái stake vào đó. Tối thiểu là 7 ngày. Thời gian khá là ngắn nên cũng hạn chế rủi ro hơn. Tuy nhiên thì nếu các bạn group stake sớm quá thì có thể chúng ta sẽ không nhận được airdrop của dự án sau này ha. Rồi còn lại thì chúng ta sẽ đợi thông tin của dự án trong thời gian tới ha, và mình cũng sẽ cập nhật tình hình của dự án này đến cho các bạn trên các channel của CCA. Ok, và như trên là các bước để chúng ta có thể tham gia được dự án Renzo, tích được điểm POI ở trên cả Renzo và Eigen Layer để có thể săn được airdrop cả hai dự án này. Tất cả đường link liên quan mình sẽ để dưới phần mô tả, và nếu có thắc mắc gì thêm thì anh em có thể để lại comment phía dưới. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.